chương 31. Tạm dừng phục vụ. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Không thể không nói, tiểu đội ba người, đối với bọn họ vị này thần cơ từ trước đến nay cũng là 10 điểm tôn kính. Không chỉ là bởi vì thần cơ trí tuệ cùng mỹ mạo. Mà là này nương môn nhi thật có thể dẫn bọn hắn kiếm tiền A. Đến rồi tiểu đội ba thời gian một năm, bọn họ cơ bản đã thoát khỏi nghèo khó, chỉ ít tại mua sắm tài nguyên tu luyện sau khi, có chút tiền nhàn rỗi có thể ăn một trận điểm tâm cái này chính là hạnh phúc ai có thể từ chối tại mỗi sáng sớm sáng sớm tu luyện về sau ăn được mấy cái nóng hổi mang thầu đâu lại hợp với một bát nước nóng nhất định chính là thiên đường mang theo đối với an tâm tín nhiệm vô điều kiện mấy người quyết đoán cùng ở sau lưng nàng mang theo chờ mong hướng mặt các đi đến huynh đệ nhìn đây chính là tỉnh thành mặt các phân bộ xem như nhân tộc cấp bậc cao nhất bộ môn thống ngự thiên hạ mặt các mặt bài vẫn là có đứng ở một chỗ có chúc phục cổ phong các trước lầu vương văn hiên mang trên mặt một vòng khoe khoang dư sinh nhìn lướt qua đi thẳng vào tạ lầu ngươi khen hai câu a cực kỳ khốc huyễn có được hay không mặt các a tỉnh thành mặt các lớn như vậy mặt bài ngươi xác định không đứng ở cửa lưu cái ảnh sao Vương Văn Hiên một bên hô hào một bên vọt vào. Mặt các lầu một đại sảnh. Mấy tên nữ tính văn viên đang tại kiên nhẫn cho dân chúng xử lý nghiệp vụ, thẳng đến bọn họ nghe thấy được Vương Văn Hiên cái kia lớn giọng, vô ý thức ngẩng đầu, trông thấy mặt về sau, thân thể đồng loạt trùng mình một cái. Vương tên điên lại tới. Lại, cái này xin cơm, thế nào không dứt. Mấy tên văn viên ảo não che đầu, trong âm thanh tràn đầy thống khổ liền phản phất tới là một cái cái gì đáng sợ gia hỏa. Vương Văn Hiên đến mỗi một chỗ không quầy hàng, có thì có một cái thẻ bài đứng ở phía trên. Tạm dừng phục vụ. Vương Văn Hiên xấu hổ đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời chân tay lúng cuốn. Mà dư sinh thì là yên lặng xoay người, dùng một loại cực kỳ phức tạp ánh mắt nhìn xem hắn. Phản phất không nói gì, lại phản phất đã nói tất cả. Có lẽ tự mình tới lời nói, có một phần ba khả năng lấy đi thấy việc nghĩa hăng hái làm tiền thưởng. Mang lên gia hỏa này. Đoán chừng là triệt để treo. Nói nhiều người, đều không đáng tin cậy, tội thành quả nhiên không có lừa gạt mình. Mà đúng lúc này. Tỷ tỷ, phiền phức xin hỏi một chút, chúng ta có thể công việc một lần nghiệp vụ nha. Lão đại của chúng ta chấp hành nhiệm vụ, trọng thương đổ vào trong bệnh viện. Lúc nào cũng có thể hy sinh. Chúng ta chúng ta nghĩ lãnh tiền thưởng cứu lão đại an tâm đột nhiên xuất hiện ở dư sinh hai người bên cạnh trên quầy trong hốc mắt toàn bộ đều là nước mắt ta thấy mà yêu trong lúc nhất thời trong quầy văn viên vội vàng đem trên mặt bàn tạm dừng phục vụ triệt tiêu tiểu muội muội ngươi đừng vội trước tiên nói một chút cụ thể tình huống như thế nào hiển nhiên an tâm tâm trạng bi thương cảm nhiễm đến nàng an tâm dùng sức nhẹ gật đầu miễn cưỡng cố nặng ra vẻ tươi cười chỉ có điều nụ cười lại phá lệ đắng chát cảm ơn tà tạ đại tỷ tỷ ta nghe nói cùng tà giáo chiến đấu đồng thời cứu người là có thể đổi tiền thưởng ô ô lão đại của chúng ta nếu như chết rồi vậy chúng ta cũng sống không nổi nữa hắn hắn là vì nhân tộc chiến đấu hăng hái a à? chân đều không rồi ô ô an tâm tiếng khóc càng thê thảm nghe lấy liền làm cho đau lòng người đổi tiền thưởng văn viên trong đầu không ngừng suy tư mặt các từng đầu pháp tắc, thậm chí móc ra thật dày một bản chính sách bảo điển, từng tờ một tìm đọc. Rốt cuộc. Thật là có. Văn viên nói một mình, có chút mờ mịt. Bất quá lúc chiến đấu. Có ai không đi ghi chép video à? Có chút sợ run tiếp nhận an tâm trong tay USB, đem video ấn mở. Bên trong là mấy người đi cứu viện trang diện, chỉ có điều video trải qua các nối biên tập, còn phù hợp BGM, tiến lên mấy người rất có một loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàng cảm giác. Nhất là vận kính thủ pháp cũng 10 điểm xảo diệu, toàn bộ video không khí chính là khắc nghiệt, ngưng trọng. Mặc dù cuối cùng chỉ có tài giáo tài xế trọng thương màn ảnh. Nhưng hình ảnh rất nhanh xoay một cái, lộ dưới mấy người trọng thương, lại vẽ mặt trang nghiêm, kiên nghị rời đi bóng dáng. Ngắn mũi 3 phút hình ảnh, lại hoàn toàn có thể coi như điện ảnh treo lơ tới dùng. Văn viên tiểu tỷ tỷ nhìn đỏ ngầu cả mắt, chẳng biết tại sao cái mũi có chút chua, co lại co lại, nhưng vẫn là có chút khó xử. Video này quá mức sơ lược, ta vô pháp xác định trong đó tính chân thực, càng giống là điện ảnh. Nàng biểu lộ thật khó khăn. Cho dù là đối diện tiểu cô nương xem ra vô cùng bẩn, cực kỳ đáng thương, đội trưởng cũng trọng thương nằm viện, chân cũng bị mất, nhưng quy củ chính là quy củ, nàng không lớn như vậy quyền hạng a tiểu tỷ tỷ, vang cầu ngươi rồi. Kéo dài nữa, đội trưởng sẽ chết. An tâm không để ý hình tượng, lại lớn như vậy tiếng khóc trống lên. Cái kia văn viên lâm vào xoắn suýt bên trong, qua hồi lâu mới cắn răng. Ta không cái này quyền hạn. Ngươi chờ một chút, ta đây liền đi tìm lãnh đạo. Vừa nói, văn viên xoay người rời đi. Nơi xa toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát vương văn hiên giật mình. Cái này cũng... Có thể. Sao? An tâm cái này bà điên, cũng quá có ý tưởng. Mà dư sinh thì là thăm thẳm nhìn xem hắn, phản phất là lại nói. Làm lấy một dạng mua bán, vì cái gì người ta đóng gói như thế tinh lương. Người bên này lại như vậy không chuyên nghiệp. Vương Văn Hiên cả người cũng là mộng, dựa theo bình thường mà nói, loại này cứu người đổi tiền thưởng chỗ trống, gần như không có người nghĩ tới. Có lẽ cũng có người nghĩ tới, nhưng mà kéo không xuống tới mặt, cho nên ngay cả văn viên trước tiên cũng là mộng. Vì sao an tâm này nương môn nhi lại trùng hợp như vậy cùng bọn họ nghĩ tới rồi cùng một chỗ. Trừ phi. Có nằm vùng. Xoa, mẹ nó la vân cái kia không biết xấu hổ cẩu vật. Nhất định là nghe lén. Vương văn hiên chửi ầm lên. Trong mắt đột nhiên hiện lên ánh sáng, vương văn hiên cứ như vậy ngay trước mặt mọi người trước, bắt loạn tóc mình cả người cũng thay đổi đắng hề hề đứng lên, lão đảo ghé vào trên quầy, nhìn xem đi ngang qua bên cạnh mình văn viên, rất lớn cái các lão gia, dài không thể nói xoái, nhưng mà không xấu xí, liền khóc như vậy đứng lên. Tỷ tỷ, mau cứu ta đi, ta đây cũng có một phần tư liệu. Lão đại của chúng ta, lão đại của chúng ta cũng phải chết. Đặc biệt đáng thương, thật, cánh tay, chân đều đánh không còn, chỉ còn lại cái đầu ở kia lắc lư nếu như ngươi không cho ta phê điều tử, chính là mưu sát Bạch Xuân Thành quân dự bị thủ tướng. Trọng tội. Vương Văn Hiên vỗ quay hàng, cảm xúc xem ra hết sức kích động, thậm chí còn điên cuồng để mắt thần đi ra hiệu dư sinh, cho hắn đánh cái phối hợp, hôm nay nhất định phải đem tiền này muốn xuống tới. Có thể dùng trí lời nói tốt nhất, dạng này cũng liền tiết kiệm cho lão đại kiếm một chén canh. Dư sinh yên tĩnh. Cứ như vậy nhìn chăm chú lên Vương Văn Hiên biểu diễn, nhìn xem ánh mắt của hắn có chút thương hại, sau một chốc mới mở miệng nói ra. Nếu như ta không đoán sai lời nói, phía sau ngươi vị này hẳn là trong miệng ngươi. Lão đại. Chỉ chỉ Vương Văn Hiên phía sau. Trong lúc đó, Vương Văn Hiên cảm giác phía sau lưng mát lạnh, tự hồ có cái gì hồng thủy mạnh thú đang tại gấp nhìn mình chầm chầm. Giống như là lại nhìn con mồi. Một giọt mồ hôi lạnh từ cái trán rơi xuống, nuốt một ngụm nước bọt, Vương Văn Hiên cái kia bi thống vẻ mặt vừa thu lại, trên mặt khôi phục nụ cười. Tiểu tỷ tỷ, ta chính là chỉ đùa một chút, ngài bận rộn. Ta lão đại uy vũ bá khí, toàn thân là gan. Cái kia tại yêu thú quần bên trong như dẫm trên đất bằng, mười bước vết một yêu, ngàn dặm không lưu hành. Hổ hổ sinh uy, tranh tranh thiết cốt, tài văn chương nổi bật, khỏe mạnh kháu khỉnh đó thuộc về là. Làm sao lại chết? Vương Văn Hiên phát thệ ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian bên trong, hắn tuyệt đối đem mình cả đời này sở học thành ngữ, toàn bộ dùng đến. Hơn nữa dùng vừa đúng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 32 Lần sau nói thẳng cướp đoạt. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Văn viên giống như là nhìn bệnh tâm thần một dạng, liếc qua vương văn hiên, xoay người rời đi. Mà phía sau hắn, là vang lên một đường nghiền ngẫm âm thanh dựa theo ngươi vừa mới nói ta không phải sao đã chỉ còn lại một cái đầu ương ngạnh còn sống sao thật đúng là khỏe mạnh kháu khỉnh a à. hình dung thật chuẩn xác tấm tắc lấy làm kỳ lạ mà vương văn hiên thân thể lập tức cứng nhắc run run rẩy rẩy xoay người nhìn về phía sau lưng cái kia như tháp sắt cự nhân trên mặt miễn cưỡng gạt ra một cái khó coi nụ cười lão lão đại thật là khéo a à đáp lại hắn thì là một cái nở nụ cười lạnh lùng mấy ngày gần đây nhất cũng không biết ngươi tu luyện thư giãn không ra ngoài tâm sự lão đại ta cảm thấy ngươi không nên dạng này trong mắt ta ngươi vẫn luôn là mười điểm nhược trí không phải sao cơ trí người so sánh với ngươi vũ lực ta càng sùng bái ngươi trí tuệ văn có thế văn có thế vương văn hiên vừa mới bắt đầu một cái đầu liền dừng lại cấp bách một đầu mồ hôi. Dư sinh trầm ngâm hai giây, hảo tâm nhắc nhở một câu. Văn có thế ngàn dặm tặng đầu người. Bầu không khí phản phất hạ xuống một cái điểm đóng băng. Mắt nhìn mình lão đại biểu lộ càng ngày càng băng lãnh, thậm chí hơi hơi rụt trịch bộ dáng, vương văn hiên quyết đoán nói ra. Lão đại, ngươi nghe ta nói. Trên thế giới này không có cái gì là không thể giải thích. Vừa nói, hắn kéo lại lão đại của mình cái kia tráng kiện cánh tay, hướng một bên túng đi. Kết quả? Không hề động một chút nào. Làn da ngâm đen, một mặt giữ tận lão đại hơi nghi ngờ một chút nhìn xem hắn, Vương Văn Hiên thì là vô tội đối mặt. Lại kéo, vẫn là không có động. Lại túng. Ngươi có bị bệnh không? Lão đại rốt cuộc mới lên tiếng nói. Lão đại, ngươi có nghĩ tới hay không một loại khả năng, chính là ta muốn cùng ngươi nói điểm thì thầm. Vương Văn Hiên sắc mặt có chút không được tự nhiên. Mẹ nó có lời gì ngươi liền nói chứ, lén lúc, làm cô nương kia nhi sự tình. Lão đại âm thanh vang dội, lần nữa mắng một câu. Vương Văn Hiên thở dài, thấp giọng nhanh chóng nói rồi vài câu. Một giây trước còn mười điểm uy nghiêm lão đại, một giây sau ánh mắt liền rơi vào yên tĩnh dư sinh trên người, cái kia như đèn ngâm giống như hai mắt, lóe ra tia sáng chói mắt lợi hại như vậy. Hắn có chút nghi vấn, nhìn xem Vương Văn Hiên lần nữa xác nhận một lần. Vương Văn Hiên khẳng định nhẹ gật đầu. "Thảo, cái này mẹ nó là cái kim chủ a." À? Lão đại này hùng hùng hổ hổ, liền đẩy ra Vương Văn Hiên, bộ mặt bắt đầu không ngừng vặn vẹo. Một hồi giống như là khóc, một hồi giống như là phẫn nộ, một hồi hoặc như là muốn giết người. Ngay cả Dư Sinh đều hơi mờ mịt vì sao cái này ngốc đại cá muốn ở trước mặt mình nhăn mặt. Người tốt, ta gọi Trần Dĩ mặt. Hắn đầu tiên là chần chờ một chút, trịnh trọng nhìn xem dư sinh nói ra, sau đó hơi khẩn trương nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía bên cạnh Vương Văn Hiên, một cước đá vào hắn trên mông. Mau nhìn xem, ta có phải hay không lại cười. Vương Văn Hiên một cái không đứng vững nằm rạp trên mặt đất, mờ mịt ngẩng đầu nhìn bản thân tên này thanh tú, tính cách bá khí lão đại, qua hồi lâu mới trái lương tâm tán dương lão đại ngài cười thật xinh đẹp vậy là tốt rồi trần dĩ mặc hài lòng nhẹ gật đầu lúc này mới lại đối dư sinh dùng tự nhận là nhất hiền hòa giọng điệu nói ra hơn dư lão đệ ca ca liền không nói thêm cái gì thời gian còn rất dài tại bạch xuân thành thụ tuổi thân gì cùng ca ca nói lão tử trực tiếp phái một cái doanh binh chơi hắn nải nải đương nhiên cái gì đó, về sau có cái gì mua bán, tuyệt đối đừng quên ta người ca ca này là được. Vừa nói, Trần Dĩ mặt nâng lên giống như tay gấu to bằng tay, hướng về phía dư sinh bả vai vỗ tới. Nếu như không nghe Trần Dĩ mặt nói chuyện, chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn giữ tận khuôn mặt, động tác, khả năng đều sẽ cảm giác đến gia hỏa này. Tại giết người. Dư sinh bình tĩnh lui về phía sau một bước. Ta không thích đánh nhau. Nhưng mà ta thích kiếm tiền hắn ánh mắt chân thành tha thiết lại thành khẩn phá lệ kiên nghị yên tâm nhìn ca ca hôm nay tiền này lão tử nếu là không lấy ra theo họ ngươi trần dĩ mặc bộ ngực đập ken ken rung động giống như vương văn hiên giọng điệu một dạng động tác dư sinh trong lúc nhất thời càng yên tĩnh bản thân giống như có chút qua loa thật nên một người tới có lẽ còn có cơ hội có thế cầm tới tiền an tỷ quân dự bị đám này đồ đần có ảnh hưởng hay không chúng ta kế hoạch một tên đội viên hơi đi về phía trước hai bước tiếng như ruồi mũi nói ra an tâm vẫn là bộ kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng đồng dạng dùng răng mây gạt ra nhỏ giọng đáp lại đừng hành động thiếu suy nghĩ không nhìn bọn họ lấy tiền rời đi tiểu đội chúng ta thiết bị có thể hay không đổi thì nhìn hôm nay mấy người đồng thời khuôn mặt nghiêm một chút tiếp tục duy trì bi quan cảm xúc nhưng lại vương văn hiên trên mặt đất sau khi bò dậy, hai tay chấp sau lưng, như cái tiểu lão đầu một dạng, nhanh nhẹn thông suốt đi tới an tâm bên cạnh ngồi xuống. An đại mỹ nữ, hôm nay làm sao có thời gian tới? Chật chật chật. Diễn kỹ này không thể không tán thưởng một lần, ta còn tới không? Vương Văn Hiên giống như lão hồ ly giống như, thậm chí còn lộ ra an tâm chiêu bài thức nụ cười vui vẻ. Hai mắt hiếp, giống như trăng lưỡi liêm chỉ có điều vẻ mặt này tùy hắn làm ra, dở dở ương ương, thậm chí có điểm buồn nôn. Ta dám cam đoan, ngươi để cho ta không kiếm được tiền, Bạch Xuân Thành, có ngươi không ta. An tâm yên nguyên mang theo tiếng khóc nức nở, trong mắt trưng trưng, ngây thơ nhìn xem Vương Văn Hiên, nhưng vậy nói ra lời nói lại băng lãnh đến cực hạn. Vương Văn Hiên trên mặt không có một chút e ngại, vẫn là vô lại bộ dáng, hướng về phía an tâm thăm thẳm dựng thẳng lên bốn cái ngón tay an tâm đưa lưng về phía sau lưng những cái kia dân chúng vây xem, khẽ lắc đầu. Dựng thẳng lên hai cây. Vương Văn Hiên cười nhạo, thu hồi một ngón tay, lưu lại ba cây. An tâm một chút đầu. Vương Văn Hiên lúc này mới nhếch môi cười cười. Không có ý tứ, mỹ nữ, nhận lầm người. Ngươi đều như vậy đáng thương, ta còn quấy rối, thật là đáng chết. Tự trách lắc đầu, lúc này mới lui trở về trần dĩ mặt bên người. Mà lúc này văn viên cùng một người mặc đồ vét trung niên từ đằng xa đi tới, bước chân rất nhanh, văn viên còn lộ ra nóng nảy, không ngừng nói gì đó. Uy! Trước làm cho ta! Không có nghe dưới tay ta binh nói sao? Ta liền thừa cái đầu! Lại không cứu ta, ta liền phải chết! Trần dĩ mặt trực tiếp ngăn ở trước mặt hai người, giống như một bức tường cao, âm thanh càng là giống như tiếng sấm. Bờ vai bên trên ba đạo vân văn huân chương, càng là đại biểu hắn công tích loại này huân chương mỗi một cái đều đại biểu máu tươi cùng hy sinh thậm chí có thể hoàn toàn xứng đáng nói một câu ta vì nhân tộc chảy qua máu ta là anh hùng đồng thời không người phản bác nhưng chính là như vậy một vị anh hùng cấp nhân vật lúc này liền muốn giống như là một lưu manh đùa nghịch bắt đầu vô lại chỉ ngươi tráng như ngưu một dạng cùng lão tử nói con mẹ nó liền thừa cái đầu lần sau nói thẳng chuẩn bị cướp đoạt, có lẽ hiệu quả có thể càng tốt hơn một chút, thông tục dễ hiểu. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 33 Đây là ta hảo đệ đệ. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Không sai. Không nhìn thấy ta lão đại trọng thương bộ dáng sao. Một trận gió liền có thể thổi ngã. Nhanh lên trước xử lý ta bên này nghiệp vụ. Vương Văn Hiên cáo mượn oai hùng, đứng ở bên cạnh hô hào, còn đem một cái USB đập vào trên mặt bàn. Cái kia Âu phục trung niên có chút bất đắc dĩ, còn lộ ra một chút sốt ruột. Dù sao nơi xa còn có một cái thật cần tiền cứu mạng, người lúc này nháo cái này ra, không phải sao thêm phiền sao? Thẳng đến hắn nhìn thấy nơi xa ngồi an tâm, thân thể cứng đờ. Đó chính là người nói tiểu cô nương, thân thế thê thảm, điềm đạm đáng yêu. Đồ vét trung niên có chút cứng nhắc nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem tên kia tuổi trẻ văn viên nói ra. Văn viên rõ ràng có chút mộng, vô ý thức nhẹ gật đầu. Hít sâu một hơi, Âu Phục trung niên miễn cưỡng ổn định cảm xúc. Người mới tới A. À? Hiện tại bắt đầu, nhớ kỹ cho ta gương mặt kia. Đương nhiên, còn có tấm này. Kéo vào ngươi tiếp đại sổ đen. Nhớ không? Âu Phục trung niên một mặt suối quẩy. Cái này hai tổ tông nhất định chính là bọn họ mặc các quán chủng, một ngày tới tám lần, nghĩ hết tất cả biện pháp tới mặc các gom tiền. Thật bắt bọn hắn làm khờ phê. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ, an tâm đoạn thời gian gần nhất vì sao không tới nháo, tình cảm là nghẹn đại chiêu đâu. Nghiệp vụ này làm không? Thứ cho không tiễn xa được. Âu phục trung niên sụ mặt nhìn xem mấy người nói ra. Thả ngươi nải nải cái rắm. Trần dĩ mặt chửi ầm lên, an tâm lau rơi nước mắt, cũng yên lặng đứng lên, nhìn xem trung niên mỉm cười, lại làm cho người tê cả da đầu. Biết vị này là ai sao? Trần dĩ mặt chỉ chỉ dư sinh phương hướng, lập tức hội tụ tất cả mọi người ánh mắt. Dư sinh có chút mờ mịt nhìn xung quanh, phản phất không quá quen thuộc loại này bị nhìn chăm chú cảm giác, hướng về phía sau yên lặng lui hai bước. Âu phục trung niên hơi nhíu mày, vẻ mặt trịnh trọng. Trần dĩ mặt là gian bắt tỉnh quân dự bị thủ tướng, sáu lần giác tỉnh giả, mặc dù đầu óc ngốc một chút, nhưng không thể không thừa nhận, địa vị rất cao. Có thể khiến cho loại này cấp bậc người, tự mình giới thiệu, chẳng lẽ là phía trên tới đại nhân vật. Không biết vị này. Âu Phục Trung Niên nghiêm túc hỏi. Đây là ta hảo đệ đệ, vì nhân tộc chảy qua máu, vì nhân tộc giết qua yêu. Hắn bằng bản sự cứu người, vì sao không cho tiền? Ngươi hôm nay muốn để ta tại đệ đệ trước mặt bị mất mặt, tin hay không ta đem ngươi quần cho đào, treo ở mặt các cửa ra vào sâu một ngày." Trần Dĩ mặt mắt hổ trừng trừng. Không giận tự uy. Âu phục trung niên cũng giận, giật giật cà vạt mình. "Họ Trần, đừng tưởng rằng lão tử sợ ngươi. Hàng ngày dung túng cái này tiểu độc tử tới ta mặt các cướp đoạt, không dứt đúng không? Tới a, à, ta nhìn ngươi là thế nào chơi ta?" Linh võ học viện đi ra mãn phu. Tây trang này trung niên không có trước đó nho nhã, đồng dạng lưu manh vô lại, chỉ trần dĩ mặt chính là một trận mắng. Ha ha, các ngươi linh niệm học viện liền trâu bò chứ. Một đám lão âm so đồ vật. Hôm nay lão tử không đánh ngươi một chầu, đều thật xin lỗi trường học đối với ta vuông trồng. Trần dĩ mặt tay áo lập tức lột lên, trong miệng phát ra một tiếng hổ khiếu. Trên trán càng là nổi lên một cái vương hình đồ án. Đây là 6 lần sau khi thức tỉnh mới có thể phát sinh cải biến, có thể không triệu hoán thức tỉnh vật, cũng có thể bảo trì sức chiến đấu, càng thêm tiết kiệm năng lượng tiêu hao. Mãn Phu, Mãn Phu. Hôm nay liền để ngươi xem một chút, Linh niệm học viện đi ra, có phải hay không nghiền ép ngươi. Từng sợi thanh sắc quần sáng quay xung quanh tại Âu phục trung niên bên cạnh, đồng dạng không có thức tỉnh vật. Điều này đại biểu, người trước mắt này, tối thiểu nhất cũng là một cái 6 lần giác tỉnh giả cũng chính là Ngự niệm sư Chiến tranh hết sức căng thẳng Khụ khụ, cái kia ta có thể nói một câu sao? Dư sinh có chút bất đắc dĩ mở miệng Hắn ngược lại là muốn điều thấp Tốt nhất một câu không nói Liền đem cầm tiền, rời đi Nhưng mắt thấy tựa hồ bản thân lại nhìn một hồi náo nhiệt Tiền cũng thường không đủ người ta tiền thuốc men, dư sinh rốt cuộc chen vào nói. Căn cứ mặt các hình pháp, giác tỉnh giả thiên đầu thứ chín ở trong thành vô cớ đánh nhau ẩu đả người, xử là 15 ngày tạm giam, một vạn nguyên tiền phạt. Ảnh hưởng khá lớn, tỉ như nơi công cộng, tình tiết nghiêm trọng người, nhiều nhất có thế ở vào nửa năm trở lên tạm giam, trị an tiền phạt 10 vạn nguyên. Không có đi khuyên. Dư sinh giống như là một cái giọng nói độc chậm khí, phổ cập khoa học lấy mặt các pháp luật tương quan. Trong lúc nhất thời, không khí biến yên tĩnh nguyên bản đã nổi giận đùng đùng trần dĩ mặt gần như trước tiên thu hồi trong cơ thể mình năng lượng. Mười vạn tiền phạt. Cái này mẹ nó không phải muốn mạng hắn thế này. Trong thấy trần dĩ mặt thu tay lại, Âu Phục Trung Niên lúc này mới hừ lạnh một tiếng, đem xung quanh thanh quan giảm đi. Cái này nguyên bản khắc nghiệt đại sảnh cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh. Trong lúc nhất thời vô luận là Âu Phục Trung Niên cũng tốt, an tâm cũng được, tất cả mọi người ánh mắt đều lần nữa tập trung ở dư sinh trên người. Đều hơi tò mò, cái này còn chưa thức tỉnh tiểu gia hỏa rốt cuộc là lai lịch thế nào. Vì sao đối với hình pháp đọc ngược như chảy? Cảnh vệ tiên người. Là một tên hợp pháp công dân, coi ta làm cứu trợ đồng bào sự tình về sau, có tư cách tại bất luận cái gì một chỗ mặt các phân bộ nhận lấy ban thưởng. Nếu như không tiếp đãi hoặc là cố ý kéo dài xét duyệt tiến độ, ta có lý do căn cứ quyền lợi bảo hộ pháp thứ 32 đầu, đối với nhân viên công tác hoặc mặt các tiến hành khiếu nại, tới bảo hộ ta hợp pháp quyền lợi. Hiện tại, ta xin làm nghiệp vụ. Vừa nói, dư sinh xoay người, đi đại sảnh vị trí trung tâm, tại trên máy móc theo mấy lần, trong tay xuất hiện một tờ giấy, phía trên còn viết dãy số. Trần Dĩ Mặc, An Tâm, Vương Văn Hiên, Âu Phục Trung Niên. Đứa nhỏ này đến tột cùng là bình thường, vẫn trong là không bình thường. Mẹ nói nháo đến loại trình độ này, bách tính đều tạm thời mời đi ra ngoài, mặc các liền mấy người như vậy, còn lắc số đi. Nhàn A. Dựa theo trên màn hình tin tức, tìm tới chuyên môn quầy hàng, dư sinh lễ phép nhẹ gật đầu, ngồi xuống. Người tốt, ta làm nghiệp vụ. Cái kia văn viên có chút bất lực nhìn về phía Âu Phục Trung Niên. Tiếp tục làm nghiệp vụ, nhìn ta làm gì? Âu Phục Trung Niên hữu khí vô lực nói ra, cả người đều đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Bạch Xuân Thành nhất không biết xấu hổ hai cái lưu manh tại cùng một ngày tới cửa, trong đó một cái còn mang đại ca, đồng thời lại xuất hiện một cái như vậy không đứa trẻ bình thường. Tổng cảm giác mình hôm nay lúc ra cửa có phải hay không không xem hoàng lịch. Thế nào liền xui xẻo như vậy? Cũng không trở về phòng làm việc, hắn an vị trên ghế, thẳng thắn trừng mắt trần dĩ mặt. Mà trần dĩ mặt thì là khôi phục thông dông, cười nhạo một tiếng ngồi ở bên cạnh hắn, còn ông một cái bả vai hắn. Cách đó không xa Vương Văn Hiên có thể rõ ràng nghe thấy Âu Phục Trung Niên xương cốt phát ra tiếng vang giòn giả. Nhưng dù là Âu Phục Trung Niên đã đau sắc mặt trắng bệch, lại không nói tiếng nào. Hiện lộ rõ ràng độc chút tại linh niệm trường Đại học Cục Cường. Thân tàn chí kiên. Thời gian từng phút từng giây đi qua. An tâm từ đầu đến cuối không có đi, mà là toàn bộ hành trình nhìn chầm chầm dư sinh mang theo như nghĩ tới cái gì. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 34 Theo đuôi Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Dư sinh trật tự rõ ràng nói xong bản thân tố cầu, đồng thời cầm cái kia USB, đưa tới. Văn viên hơi khẩn trương tiếp nhận USB, cắm ở trên máy vi tính, nghiêm túc nhìn xem video. Cái kia hiện nhiệt huyết văn án, không có cảm xúc đọc diễn cảm âm thanh, cứ như vậy trong đại sảnh không ngừng tiếng vọng, lần nữa hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Mọi người ở đây biến chết lặng lúc. Đáng hận nhanh, đoạn thứ hai video phát ra. Mấy lần vụng về xuất thủ, cùng cuối cùng một đòn mãnh liệt, mang cho đám người cực lớn thị giác chấn động. Mặc dù chết không được qua là một cái dù là một lần giác tỉnh giả bên trong đều rác rưởi nhất gia hỏa, nhưng dư sinh. Là học đồ. Video này có các nối biên tập dấu vết. Đồng thời, văn viên cẩn thận từng ly từng tí vừa nói, nửa câu sau ý tứ không cần nói cũng biết. Dư sinh yên nguyên biểu hiện 10 điểm bình tĩnh. Thật có qua các nối biên tập, nhưng người có thể an bài chuyên viên đến phân tích trên sân thế cục. Chiến đấu tổng cộng hai trận, hai bên thực lực cũng không cân đối. Cho nên nếu như không ngoài ý muốn nổi lên, học sinh vừa mới chắc chắn bại, đồng thời đoàn diệt. Thấy việc nghĩa hăng hái làm là thành lập căn cứ mặt các. Dư sinh nghiêm túc phổ cập khoa học lấy tri thức, cẩn thận tỉ mỉ. Cho hắn thông qua. Nơi xa, một mực nhìn lấy hình ảnh theo dõi Âu Phục Trung Niên đột nhiên mở miệng, đối mặt văn viên đưa tới vẻ mờ mịt, Âu Phục Trung Niên nói lần nữa. Dựa theo toàn ngạch tiêu chuẩn cấp cho tiền thưởng. a à, à. Văn viên có chút choáng váng tại trên máy vi tính thao tác, lại muốn tới dư sinh số thẻ, một lát sau tiền thưởng xin đã đệ trình, ba cái thời gian làm việc bên trong sẽ đến sổ sách. Cảm ơn. Dư sinh đứng dậy, nhìn về phía Âu Phục Trung Niên phương hướng. Ta có thể biết nguyên nhân sao? Cần nhắc qua đi ám các công tác sao? Âu Phục Trung Niên không có trả lời, mà là hỏi ngược lại. Dư sinh trầm ngâm hai giây, lắc đầu. Tạm thời không có quyết định này. Về sau có ý tưởng, tùy thời có thể tới nơi này tìm ta ta họ Lâm, là gian bắt tỉnh mặt các phân bộ, phó các chủ. Tin tưởng ta, gia nhập ám các về sau, ngươi thu nhập xa không chỉ có những chuyện này. Vừa nói, hắn sau đó lấy ra một tấm danh thiếp, đưa tới. Trần Dĩ Mặc lập tức cấp bách. Ngươi một cái lão âm hàng, đừng cho là ta không biết ngươi thế nào nghĩ. Cái này mẹ nó là chúng ta quân dự bị ngươi. Đã nhiều năm như vậy, tới một người thông minh dễ dàng sao? hắn nhìn xem lâm các chủ chửi ầm lên ha ha đáp lại hắn chỉ có lâm các chủ một tiếng mỉm cười thậm chí ngay cả phản ứng lão thất phu này tâm trạng đều không có trực tiếp xoay người lên lầu chỉ để lại trần dĩ mặt đứng tại chỗ táo bạo dị thường ngó ngó người ta đòi tiền việc phải dùng đầu óc đầu óc ngươi hiểu không mẹ nó quân dự bị mấy ngàn người liền không có cái dài đầu óc Trần dĩ mặt đem lửa giận nghiêng tại Vương Văn Hiên trên người, lại là một cước, trực tiếp đá vào trên mông, quay người hướng về phía dư sinh lại buộc vòng quanh một tấm vạn vẹo, cùng loại với cười biểu lộ. Dư lão đệ, hôm nay sự tình làm hư hại. Nhưng người tin ta, lần sau tuyệt đối không thể như xe bị tuột xích. Chúng ta vẫn là đáng tin, mặc dù không não, nhưng mà động thủ tuyệt đối nghiêm túc, nói làm liền làm, đưa tiền là được. Ngộ nhở lại có điểm phát tài mua bán, ưu tiên lo lắng chúng ta quân dự bị, sợ nghèo a. À. Nói xong, Trần Dĩ Mặc quay đầu bước đi, không mặc mũi đợi tiếp nữa. Nguyên bản còn suy nghĩ tới mặt các nhìn xem có thể hay không đánh một chút gió thu, mặt dày mày dạng yếu điểm tiền, tại phát hiện dư sinh về sau, còn tưởng rằng hôm nay đổi vận. Ai biết lâm lão quỷ hôm nay tính tình lớn như vậy? Kết quả là một phân tiền không lấy tới, còn tặc mẹ nó mất mặt. Chờ Vương Văn Hiên cái kia thỏ con trở về, nhất định phải gia luyện. Huynh đệ, ta cảm giác tình huống không tốt lắm, đi ra ngoài trước tránh đầu gió. Cụ thể chúng ta quay đầu thông tin trò chuyện. Trước không nói. Vương Văn Hiên nhìn xem Trần Dĩ mặt bóng lưng, đứng ngồi không yên, mang theo ảo não, hơi hơi chật vật chạy trốn ý tứ, thậm chí không chờ Dư Sinh nói chuyện, liền từ mặt các chui ra ngoài, trong nháy mắt liền biến mất ở trong đám người. Đến mức tiền. Không mặc mũi muốn Lâm các chủ rốt cuộc vì sao cho phê khoản tiền này, đại gia trong lòng đều nắm chắc. Nhưng lại an tâm rất có hứng thú nhìn xem dư sinh, nỉ non nói. Đây chính là La Vân nói vị kia sao? Xuất thủ quyết đoán, tàn nhẫn. Thân pháp nhanh nhẹn. Sau khi thức tỉnh đoán chừng cũng là một kẻ hung ác. Người tuổi trẻ bây giờ thực sự là càng ngày càng lợi hại rồi. Mang theo cảm khái, an tâm đứng dậy, đi ra ngoài. An tâm tỉ, chúng ta chúng ta thay mới thiết bị tiền cũng không đủ a à? dạng này có ảnh hưởng hay không đến kế hoạch một tên đội viên hơi chần chờ hỏi an tâm bước chân không ngừng tiền nha là kiếm không hết lần này không lắc lư đến thì lần sau thôi thế nhưng mà chúng ta điểm này tiền thưởng đều dùng tới làm video cắt nối biên tập cơm tối tiền cũng bị mất a à? đội viên khóc không ra nước mắt an tâm thân thể đột nhiên một trận. Ngân hàng bên kia tiền nợ cũng nên còn. An tâm nụ cười dần dần thối lui. Còn có 27 ngày mới lĩnh lương. Đội viên lần nữa bổ đau. Trong thoáng chốc, nàng cái kia thanh xuân, hoặc bát bóng lưng tại thời khắc này tựa hồ biến thương tan rất nhiều. Có đôi khi áp đảo một người, khả năng cũng không phải là nguy hiểm, mà là tiền tài. Mặt các hiệu suất rất nhanh, mặc dù nói là ba cái thời gian làm việc bên trong nhưng bất quá hai tiếng khoảng chừng tiền liền đã tới sổ dư sinh đi lại tại trên đường phố giống như là tại mờ mịt không căn cứ đi dạo thẳng đến xuyên qua đám người một cái rẽ ngoặt thời khắc biến mất không thấy gì nữa an tâm mang theo ba tên đội viên từ đằng xa chạy ra tại bốn phía không ngừng xem chừng lại không thu hoạch được gì cái này chó nhà giàu hẳn là phát hiện chúng ta an tâm đứng tại chỗ nghiến nghiến răng vẫn còn muốn tìm hắn mượn chút tiền chạy thật nhanh tức chết lão nương bất mãn hừ một tiếng lần sau để cho ta nhìn thấy hắn nhất định phải mượn mấy vạn hoa hoa đi thôi ta tại trên mạng nhìn thấy có làm thêm thông báo tuyển dụng tiền lương ngày kết trước kiếm cơm tối tiền lại nói nói lời nói này thời điểm an tâm vẽ mặt có chút cô đơn càng là lộ ra buồn cười Đường đường trừ yêu các đội ba, vậy mà nghèo liền cơm tối tiền đều không có, thậm chí nàng vẫn là một cái bốn lần thức tỉnh dị năng người. Nhưng cái này, chính là hiện thực. Giác tỉnh giả, thần bí, mạnh mẽ, ngăn nắp xinh đẹp. Thoạt nhìn như là bị vô số người chỗ hâm mộ, ước mơ tồn tại, có thể đồ thiết yếu cho tu luyện phải tiêu hao tài chính, lại đủ để đè sập một người. Nếu như người muốn biến mạnh hơn, liền muốn tốn hao vô số tài nguyên tài nguyên. Cũng là muốn tiền. Nhất là bọn họ loại này địa khu xa xôi ít lưu ý chức vị, điểm này ít ỏi tiền lương, thật không đủ. Trừ phi một ngày nào đó, bọn họ cả gan, xuyên việc cái kia trấn yêu quan, đi đến yêu tộc khu vực, chỉ cần không chết, đủ để quả lớn từng đống. Vốn lấy bọn họ tiểu đội thực lực tổng hợp, khả năng. Đại khái. Có lẽ là cho yêu tộc đưa đi một trận phong phú bữa tối trong góc. Dư sinh tựa ở bên tường, nhìn xem mấy người rời đi bóng lưng mặt không biểu tình. Quả nhiên. Vô luận là tội thành, vẫn là ngoại giới, cũng là như thế. Làm bản thân cất một bút người khác ngấp nghé tài phú lúc, bọn họ liền sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giết ngươi, cướp đi ngươi toàn bộ. Bất quá mấy người này theo dõi thủ đoạn cũng quá rõ ràng chút. Một chút cũng không chuyên ngành. Giết người diệt khẩu sau rất dễ dàng liền sẽ để lại đầu mối, bị cảnh vệ ti bắt được người. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 35 Cặp cạp dết lung tung Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Không có phẫn nộ, cũng không có cái gì báo thù tâm tư. Tất cả những thứ này theo dư sinh đều giống như đương nhiên. Người có tiền, người khác tới giết ngươi. Rất bình thường. Nhưng lại nếu như hắn biết được này nương môn chỉ là tới vay tiền lời nói, chỉ sợ mới có thể ngoài ý muốn. Tại tội thành, không thuyết pháp này. Ngồi ở trở về mặt bắc trên xe đò, dư sinh vẫn là lựa chọn vị trí cạnh cửa sổ, phản phất đã dưỡng thành một loại nào đó quen thuộc, nhìn ngoài cửa sổ hiện lên phong cảnh, giữ im lặng. Tự như như triệu tử thành nói, hắn người này rất bí bách. Phản phất đối với ngoại giới mọi thứ đều không làm sao có hứng nổi, trừ bỏ tiền, cùng đồ ăn. Một người mặc cũ nát, giữ lại một sợi sơn dương hồ lão đầu nhi đột nhiên đứng dậy, nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào dư sinh trên người, ánh mắt tặc lưu lưu, nổi lên ánh sáng, bu lại. Khục. Khụ khụ. Tiểu hỏa tử, mua đĩa không? Cao thanh, không che. Vừa nói, ánh mắt của hắn lướt qua bốn phía. Lúc này mới hướng về phía dư sinh phương hướng cẩn thận từng ly từng tí giật ra áo khoác một góc. Bên trong là một trương quan bàn phía trên trắng bóng một mảnh. Chỉ có thể nói, đơn giản, lại thô bạo. Nhìn xem dư sinh cái kia thủy chung bình thản, không nổi gần sóng ánh mắt, lão đầu nhi hơi nhíu mày. Đây là đụng tới cao thủ A. Như thế tràn diện đều không hề bị lay động, nhất định là gặp qua gió lớn lớn sóng. Cái gì đó? Lão đầu nhi âm thanh càng nhỏ hơn, nhìn xem xung quanh trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác, đề phòng, nói chuyện càng là tiếng như ruồi mũi ta đây còn có yêu thú. Vừa nói, hắn trân trọng trong ngực xuất ra một đĩa CD, tại dư sinh trước mặt lắc liếc mắt về sau, lại vội vàng thu vào. Phản phất như là cái gì trân bảo hiếm thế giống như. Ánh mắt bên trong càng là lộ ra vẻ tự tin, giống như là cái này trấn sơn chi bảo chỉ cần xuất thủ, tất nhiên sẽ có người ngoan ngoãn đưa tiền. Quả nhiên. Dư sinh như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua, liền yên lặng móc ra điện thoại di động mà lão đầu nhi cũng mười điểm tất hiểu chuyện đưa tới một tấm mã hai chiều, nhỏ giọng lầm bầm một câu. Tám mươi nhưng rất nhanh, lão đầu con mắt liền thẳng. Bởi vì dư sinh đè xuống ba chữ số là mẹ nó cảnh vệ ti điện thoại. Hơn nữa, còn bấm. Đại ca. Nhìn rõ ràng là đã bảy tám chục tuổi cao tuổi, nhưng lão nhân lại bạo phát ra người trẻ tuổi mới có tốc độ, một cái đè xuống dư sinh tay, đồng thời điểm xuống cúp máy mua bán không xả thân nghĩa tại. Làm người lưu lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Lão đầu nhi một thân gian hồ khí, hướng về phía dư sinh ông quyền, xoay người rời đi, dứt khoát quyết đoán. Mà dư sinh thì là có chút tiếc hận để điện thoại di dọng xuống, tiếp tục hồn du thiên ngoại. Mắt thấy xe khách chậm rãi lái vào mặt Bắc Thành, khoảng cách điểm cuối cùng càng ngày càng gần, lão đầu nhi kia còn tại từng bước từng bước chỗ ngồi cỏ sát, chuyên tìm người trẻ tuổi trò chuyện hay không thời gian liền sẽ có một người trẻ tuổi mặt đỏ tới mang tay, sau đó lén lén lúc lúc lấy điện thoại di động ra, lại thu hồi thứ gì. Tóm lại, nguyên bản cái này yên tĩnh trên xe đò, không khí tại bất tri bất giác ở giữa thì trở nên mập mờ. Ngồi ở xe khách phía sau cùng hai trung niên giống như là chuẩn bị xuống xe, từ trên chỗ ngồi đứng lên, hướng lão đầu nhi phương hướng tới gần. Lão đầu nhi phá lệ cảnh giác. Chỉ là đang trên thân hai người nhìn liếc qua một chút mà qua, liền hướng cửa ra vào vị trí cọ sát. Hắn phát hiện. Động thủ. Đừng chạy, cảnh vệ ti chấp phát. Hai cái này tên trung niên đồng dạng không ngốc, nhìn xem lão đầu nhi động tác liền phát giác không đúng, mãnh liệt hô một câu, sau đó vọt tới. Không phải liền là kiếm chút tiền khổ cực, đến mức đó sao mã mẹ nó. Lão đầu mắng một câu, đem cái kia rộng lớn áo khoác lắc một cái, tản ra yếu ớt năng lượng ba động, một giây sau cả người liền hướng cửa sổ xe vị trí đánh tới. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, thân thể phản phất vô hình giống như, trực tiếp xuyên thấu cửa sổ xe, ngã xuống tại ngoài xe trên mặt đất. Thất tha thất thểu đứng dậy, chỉ xe khách lớn tiếng mắng hai câu, lúc này mới khập khiển biến mất ở trong đường phố. Cảnh vệ ti hai người cũng lấy điện thoại ra, không ngừng nói xong. Trong lúc nhất thời, tràn diện ồn ào. Giống như là một cái không đáng chú ý nháo kịch, không quan hệ phong nhã, mọi người tò mò nhìn xem, cũng liền như vậy đi qua. Xuống xe. Dư sinh chưa có về nhà, mà là đi thẳng tới một đài ATM máy, cắm vào thẻ ngân hàng, thuần thục đè xuống một hàng con số, nhìn xem tài khoản tên, có chút xuất thần. Cho tới nay biểu hiện đều hết sức bình tĩnh, phản phất thế giới này tất cả đều không liên quan đến mình. Cho đến lúc này trên mặt lại rút cuộc lộ ra một chút bi thương. Kèm theo khẽ than thở một tiếng, Đêm lần này đại bộ phận tiền thưởng hợp thành tới, dư sinh lúc này mới quay người rời đi, chỉ có điều nhìn xem bóng lưng, có chút tan thương. Nhưng ở hắn đi đến mặt đường một khắc này, sống lưng một lần nữa thẳng tắp. Trên mặt vẫn là cái kia phản phất vĩnh viễn bình tĩnh vẽ mặt. Chưa bao giờ cải biến. Không có người biết cái này không phải sao qua 19 tuổi hài tử, rốt cuộc tại gánh vác lấy cái gì. Dư sinh. Dư thừa sinh ra người vẫn là sống sót sau tai nạn mà hắn như thế nào vào tội thành tại tội thành lại trải qua cái gì không người biết được chỉ là không hiểu biết làm cho người cảm giác hơi đau lòng nhưng hắn thật cần người khác thương hại sao về đến nhà đi bạch xuân thành bất quá dùng một ngày thời gian tại có đầy đủ yêu tin về sau hai ngày kế tiếp dư sinh một mực tại trong nhà vượt qua trứng kia bên trên màu vàng kim đường vân đã càng ngày càng dài phản phất lúc nào cũng có thể triệt để đem trứng lan tràn. Mà coi là thật đến đó một khắc, cũng liền đại biểu bản thân sẽ chính thức trở thành một tên giác tỉnh giả. Có sung túc yêu tin về sau, một ngày này đã không xa. Có lẽ lúc nào cũng có thể triệt để thức tỉnh. Trứng phá, gặp sinh tử. Hoặc là nhất phi trùng thiên, trở thành lóa mắt tuyệt thế thiên tài. Hoặc là mẫn diệt đám người, qua hết bình thường một đời đến mức hai loại rốt cuộc ai càng may mắn một chút cũng không biết được lần nữa đi tới trường học lúc phát hiện triệu tử thành giống như một tiểu lưu manh một dạng ngồi xổm ở cửa trường học bên cạnh còn có một cái dáng người cường tráng đầu trọc phát hiện dư sinh lập tức triệu tử thành mắt sáng rực lên hai bước liền nghênh đón tiếp lấy dư lão đại ngươi xem như trở lại rồi không về nữa trường học đều sắp biến thiên rồi vừa mới gặp mặt triệu tử thành liền kêu thảm nói ra giống như mở ra máy hát giống như ngươi là không biết gần nhất mấy ngày nay trường học loạn tới trình độ nào trước đó khảo hạch không phải sao chúng ta nhị trung thắng sao mặt khác hai cái trường học người không phục a à. hàng ngày tới chúng ta cái này gây chuyện trường học lão sư không biết vì sao đều giả bộ như không nhìn thấy ba ngày đã không biết có bao nhiêu đồng học bị người chắn trong ngõ hẻm đạp trên mặt sầu khổ nhưng rất nhanh Triệu Tử Thành lại lần nữa nhấc lên khí thế. Bất quá ngươi trở về thì dễ làm, hai ta cùng một chỗ, tuyệt đối cặp cặp dết lung tung. Hào khí phất phất tay, giờ khắc này, Triệu Tử Thành phản phất đã nhìn thấy bản thân đứng ở trong núi thay biển máu, cô độc bóng dáng. Dư sinh trầm ngâm hai giây. Ngươi phụ trách cặp cặp sao? Triệu Tử Thành tay dừng tại giữ không trung, muốn nói bên trên hai câu tao lời nói, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 36 Ta 18 Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Bất quá, dư sinh rất mau đem ánh mắt đặt ở cách đó không xa đầu trọc trên người. Tên trọc đầu này. Thân hình nhưng lại khá quen, nhưng hoàn toàn không nhịn được tới. Cũng may lão đổ tính cách tốt. Nhất trung bên kia phần lớn người cảm xúc còn ổn định. Bất quá vẫn là không được việc a. À ta cuối cùng cảm thấy là ba cái lão âm. Không phải sao, ba cái hiệu trưởng cố ý thúc đẩy cục diện này, quá tận lực. Triệu tử thành là một cái duy nhất tại dư sinh đủ loại ngôn ngữ mị lực dưới, còn có thể kháng trụ áp lực người. Rất nhanh liền khôi phục tự nhiên, tiếp tục nói. Lão đổ. Đổ hút sao? Ngươi cách cục đều lớn như vậy. Dư sinh rất nhanh bắt được chủ đề trọng điểm nhìn xem triệu tử thành ánh mắt lần thứ nhất mang theo sợ hãi tháng phục. Một lần khảo hạch, trở về đều có thể phân tích hiệu trưởng trong lòng lộ trình. Hắn nghe hắn ba nói. Cái kia đầu trọc cắn răng, vẫn đứng lên, buồn bực âm thanh nói câu về sau, đứng ở dư sinh trước mặt, đặc biệt xoắn suýt. Cái gì đó, dù sao trường học muốn sát nhập, ta nghĩ theo ngươi lăn lộn. Dư sinh nghiêm túc xem kỹ lấy đổ hút, ánh mắt so vừa mới nhìn triệu tử thành còn muốn khoa trương phá trâu ri lộ ra trẻ tuổi hơn, cũng liền 30 tuổi. Ta 18. Đỗ hút ông ông. Đáp lại hắn, là dư sinh tiêu chuẩn thức yên tĩnh. Dù sao người ta đều ức hiếp đến chúng ta cửa trường học, dư lão đại ngươi liền nói làm sao bây giờ a à? Ta ý là tới một cái làm một cái, toàn bộ đánh ngã. Chờ triệt để hợp trường học về sau, chúng ta ba tại mạc Bắc Thành, chính là đại ca. Triệu tử thành mở miệng lần nữa, không thể không nói, hắn vĩnh viễn có một cổ bất đồng, vì trong lòng cái kia lý tưởng không ngừng phát động công kích, dù là quá trình bên trong lên lên xuống xuống tự nhiên rơi, nhưng hắn vẫn yên nguyên duy trì lạc quan, hướng lên trên, phấn đấu sức mạnh, một lần lại một lần phấn đấu. Làm đại ca. Sẽ chết đặc biệt thảm. Dư sinh lộ ra một vẻ hồi ức, tự hồ là đang nhớ lại nguyên một đám trong trí nhớ người, cuối cùng cấp ra đúng trọng tâm đánh giá. Được rồi, phải vào lớp rồi trở về rồi hãy nói triệu tử thành hơi buồn bực mắt thấy đổ hút cũng cùng đi theo đi vào trường học dư sinh hơi nghi ngờ một chút ngươi không phải sao tại nhất trung sao dù sao cũng phải sát nhập ta để cho hắn sớm chuyển trường triệu tử thành giải thích nói ta hiện tại biết vì sao nhất trung học sinh muốn tới nhị trung đánh nhau dư sinh thăm thẳm nói một câu triệu tử thành thân thể có một cái chớp mắt như vậy ở giữa biến cứng ngắc nhìn thấy đổ hút hơi có vẻ ánh mắt nghi ngờ trực tiếp đem chủ đề xóa tới trở lại phòng học đồng học vẫn là những bạn học kia chỉ bất quá đám bọn hắn nhìn về phía dư sinh ánh mắt lại cũng đã phát sinh cải biến có sùng bái có e ngại thậm chí còn có ghen ghét tiểu tiểu một gian phòng học hiển lộ rõ ràng nhân sinh muôn màu lưu thanh phong bấm chuông vào học âm thanh đúng giờ xuất hiện ở phòng học bên trong, nhìn thoáng qua dư sinh phương hướng, bắt đầu rồi hôm nay chương trình học. Ở trong vùng hoang dã, như thế nào bảo trì cảnh giác? Lúc nghỉ ngơi nên lựa chọn cái dạng gì vị trí? Bao quát sau khi thức tỉnh, liên quan tới thức tỉnh vật một chút lợi dụng phương pháp. Tỷ như, đang thức tỉnh về sau, thức tỉnh vật duy trì thời gian dài ngắn, quyết định bởi với người bản thân năng lượng. Thức tỉnh vật bên trên bình thường đều sẽ có chính khỏa lỗ khảm cái này trong rảnh, có thể sắp đặt tinh thạch. Tinh thạch này có một cái cộng đồng xưng hô, yêu hạch. Khác biệt với yêu tinh. Yêu tinh chỉ là yêu thú sau khi chết, trong thi thể ẩn chứa năng lượng đi qua chiết xuất, mà ngừng kết đi ra tinh thạch. Mà yêu hạch thì là một con yêu thú thể nội nhất bộ vị trọng yếu. Nếu như ngươi thức tỉnh vật là một con hổ, lại vây quanh ưng yêu yêu hạch, là có tỷ lệ có thể làm cho thức tỉnh vật tiến hóa ra một đôi cánh, thu hoạch được khả năng bay lượn. Chỉ có điều năng lực này có chút gân gà. Đồng dạng làm người 6 lần sau khi thức tỉnh, điều động năng lượng bản thân liền có thể bay. Mỗi lần thức tỉnh, đều chỉ có thể khảm nạm ngang cấp yêu thú yêu hạch, đương nhiên cho dù là ngang cấp, yêu hạch ở giữa chất lượng cũng là khác biệt. Thỏ yêu tóm lại là yếu tại hổ yêu, mà hổ yêu lại yếu tại tiến hóa sau thần thú. Ở yêu tộc, cũng có được thuộc về mình vị cách muốn không ngừng thức tỉnh liền muốn hấp thu đại lượng năng lượng đem năng lượng cẩn thận thăm dò thông qua thức tỉnh vật trót vào yêu hạch bên trong yêu hạch bên trong năng lượng tràn đầy một khắc này liền có thể tiến hành xuống một lần thức tỉnh mà thức tỉnh vật đường vân càng nhiều có thể chuyển hóa năng lượng cũng càng nhiều hấp thu hiệu suất càng nhanh dù là những cái này đã là bị vô số người phổ cập qua tri thức lưu thanh phong trên bục giảng vẫn cẩn thận tỉ mỉ lặp lại lấy tự như ngoại giới nói như thế ngươi hấp thu yêu hạch bản thể vị cách càng cao thực lực càng mạnh nhưng ta nghĩ nói là cái này cũng không tuyệt đối thích hợp bản thân mới là tốt nhất nếu như yêu hạch cùng bản thân thức tỉnh vật cũng không kim dung dù là hắn đến từ thần thú con non đối với mình mà nói cũng chỉ sẽ đưa đến hiệu quả ngược cho nên không muốn một vị theo đuổi chất lượng bị dục vọng che đôi mắt thức tỉnh con đường rất dài mỗi một bước nhất định phải đi chân thật, ổn trọng. hiểu sao? Lưu Thanh Phong giọng điệu hoàn toàn như trước đây nghiêm túc. chỉ có điều các học sinh đại bộ phận có chút mặt ủ mày chau. loại này nghe được lỗ tai đều bắt đầu kén tri thức, có tất phải lấy ra lặp đi lặp lại nhắc tới sao? nhìn xem các học sinh phản ứng, Lưu Thanh Phong có chút bất đắc dĩ. đạo lý tất cả mọi người hiểu, nhưng lại không biết, khó khăn nhất điều khiển là mình dục vọng gặp phải một cái vị cách cao yêu hạch, tất cả mọi người sẽ nhớ. Ngộ nhỡ đâu? Mặc dù thuộc tính không quá thích hợp, nhưng nếu như bạo một cái tốt một chút kỹ năng đâu? Mình là không phải sao liền sẽ cuộc khởi, đi đến thông hướng vô địch con đường. Dù sao? Một cái thần kỹ bản năng lực đưa đến hiệu quả là tính tuyệt đối. Mà ở loại ý nghĩ này dưới cuối cùng mẫn diệt thiên tài, hắn nhìn qua nhiều lắm. Cũng may, duy nhất để cho lưu thanh phong vui mừng là so với chiến đấu chương trình học thói quen thất thần dư sinh toàn bộ hành trình đều ở nghiêm túc nghe lấy có lẽ đây chính là lưu thanh phong xem trọng dư sinh nguyên nhân a à? tổng cảm thấy ở trên người hắn có thể trông thấy bản thân năm đó ảnh tử một dạng gây nguyên bản cũng muốn thổi một chút sát phạt quả đoán lý trí cẩn thận nhưng thực sự không cái mặt này một tuần sau ba tòa trường học liền sẽ sát nhập đến lúc đó học lên khảo hạch cạnh tranh sẽ biến càng lớn nếu như thành tích xếp tại đằng sau có lẽ chờ các ngươi chính là không có trường đại học trúng tuyển vận khí tốt gia nhập cảnh vệ ti trừ yêu các cầm tiền lương tiền thưởng tiếp tục tu luyện vận khí không tốt triệt để biến thành bị phục vụ nhân dân có lẽ các ngươi cảm thấy không có ta nói nghiêm trọng như vậy nhưng ta nghĩ nói cho các ngươi biết là đây là các ngươi trong đời duy nhất một lần không cần dùng tiền, liền có thể cá chép vượt long môn cơ hội. Chỉ hy vọng làm nhiều năm về sau, các ngươi quay đầu lúc, nhớ tới đã từng bản thân, sẽ không cảm thấy tiếc nuối. Trong phòng học, lặng ngắt như tờ. Mặc dù vẫn ở tại tuổi nhỏ bọn họ còn không biết trên xã hội tàn khốc. Nhưng ít ra, có tâm trạng khẩn trương. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 37 Cái thế giới này, không phải sao chỉ có lợi ích sao? Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Đầu tiên muốn thu hoạch được khảo hạch cơ hội A. À? Trong góc, dư sinh mở miệng yếu ớt. Từng sợi màu xám khí thể tự đỉnh đầu bọn họ tràn ngập, rơi vào trong bức tranh. Bội thu. Lưu Thanh Phong bất đắc dĩ ánh mắt lần nữa rơi vào dư sinh trên người. Gia hỏa này lời nói, vĩnh viễn là như vậy làm cho người vô pháp phản bác. Nhân tộc trường đại học cũng không nhiều. Bình quân hình một cái tỉnh cũng chỉ có một tòa thôi. Trường đại học bên trong mỗi một vị học sinh cũng là thiên tài. Nhất là trong đó mạnh nhất trường quân đội, linh võ trường đại học, linh niệm trường đại học, thu nạp càng là thiên tài trong thiên tài. Trong trường học tài nguyên rất nhiều, yêu tinh, yêu hạch nhiều vô số kể. Bên trong đi tới qua rất nhiều nhân tộc cường giả. Nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là người muốn là thiên tài hàng năm muốn ghi danh trường đại học rất nhiều người nhưng khảo hạch tư cách chính là cửa ải khó khăn nhất trường đại học khảo hạch đối nhân tộc mà nói đều xem như một kiện đại sự từ mặt các thống nhất định ra nội dung kiểm tra lấy ra thành tích ưu tú nhất một nhóm điền nguyện vọng đơn đi bản thân nguyện vọng đơn kê khai trường học tiếp nhận chân chính khảo hạch phòng ngừa có người thông qua đi cửa sau phương thức đục nước béo cò mà khi đó mới thật sự là trường đại học khảo hạch những người khác, bất quá là nhận lấy một tấm chứng nhận tốt nghiệp thôi. Đương nhiên, trừ cái này tam đại trường đại học bên ngoài, còn có một chỗ tự mặt các tự mình thành lập trường học, mặt các học viện. Chỉ có điều trường học này thập phần thần bí, ai cũng không biết bọn họ khảo hạch tiêu chuẩn gì. Bình thường đều là trực tiếp đem thư thông báo trúng tuyển giao tới học sinh trong tay. Ngưỡng cửa cực cao. Nghe nói ít nhất một năm, mặt học viện chỉ thu nhận ba vị học sinh nhưng có thể nhất định là Mặt học viện mỗi một vị tốt nghiệp học sinh đều thanh danh hiển hách. Muốn nói duy nhất khuyết điểm chính là Tốt nghiệp tỷ lệ rất thấp Nghỉ học suất hơi cao Tỷ lệ tử vong Cực cao Thậm chí có người làm ra qua so sánh độ Trong những năm này, mặt học viện tốt nghiệp nhân số Thấp hơn nhiều đi học trong lúc đó số người chết Cho dù là sau khi tốt nghiệp, cũng vượt qua bảy thành chiến tử có thể nói mặt học viện là tất cả các học sinh hướng tới địa phương nhưng cùng lúc cũng là nhất e ngại ở tại nhưng cũng chính là những cái kia tốt nghiệp nhóm dùng mệnh liều đi ra chiến tích chế tạo ra mặt học viện không thể lay động thứ nhất trường đại học bài danh yên tĩnh hồi lâu lưu thanh phong mở miệng mặc dù hơi chăm chọc nhưng dư sinh nói là lời nói thật muốn lấy được trường đại học khảo hạch tư cách trước nỗ lực a có vài thứ không phải sao ngươi mỗi ngày phán đoán liền có thể thu hoạch được trên cái thế giới này vốn là không thiếu thiên tài huống chi các ngươi đáng buồn nhất không phải sao thiên phú chênh lệch mà là rõ ràng không có thiên phú vẫn còn không chịu bỏ ra cố gắng thật đến thành tích xuống tới ngày ấy bổ sung một câu ta lúc đầu chỉ là không có nghiêm túc nếu như ta nghiêm túc lời nói sẽ như thế nào như thế nào đây mới là bị người nhạo bán căn nguyên Lưu Thanh Phong lời nói này hoàn toàn không có nể mặt, băng lãnh dị thường, thật sâu đâm đau bọn họ nội tâm. Thậm chí có thể nói đem bọn hắn mặt mạnh mẽ giật xuống đến, đi dẫm, đi kéo. Nhưng chỉ cần phàm là có một người, bị kích thích bắt đầu đấu chí, đi liều đỏ sức, cải biến một đời, liền xem như những người còn lại chửi mắng hắn cả một đời, lại như thế nào. Lớp này rất nặng nề. Gánh nặng đến đại bộ phận học sinh cảm xúc đều hơi xa xúc mà Lưu Thanh Phong chỉ là như vậy băng lãnh nhìn xem. Nếu như là nhân tộc thịnh thế, hắn vị lão sư này không đạt tiêu chuẩn, trước khi thi đã kích nghiêm trọng đến các học sinh tính tích cực, thậm chí có thể sẽ bởi vậy ảnh hưởng tính cách, cuối cùng rõ ràng có thể kiểm tra ra một cái cũng không tệ lắm điểm số, nhưng bởi vì phát huy thất thường, tầm thường vô vi. Nhưng hôm nay, nhân tộc chỗ đối mặt cục diện, xa không phải như thế. Hắn trải qua trấn yêu quan, đồng thời may mắn sống sót, hắn biết chiến trường rốt cuộc có bao nhiêu sao tàn nhẫn, sinh mệnh lại cỡ nào giá rẻ. Tâm trí không đủ kiên nghị, thậm chí bởi vì vài câu trào phúng liền sẽ thất lạc, rời xa chiến trường mới là tốt nhất kết cục. Không phải hại có khả năng không chỉ có là bản thân, còn có. Người khác. Dư sinh, đi ra ngoài một chút. Đứng ở cửa phòng học cửa, Lưu Thanh Phong nhìn xem dư sinh phương hướng nói ra. Dư sinh mờ mịt ngẩng đầu, yên lặng đứng dậy, Tiếp đó hai tiết khóa đối với người tác dụng không lớn, đi ra ngoài một chút. Vỗ vỗ dư sinh bả vai, Lưu Thanh Phong khóe miệng lộ ra một vẻ mỉm cười. Dư sinh gật đầu. Một lớn một nhỏ, hai bóng người ngay tại tất cả học sinh còn tại khi đi học, đi ra vườn trường. Để cho dư sinh có chút ngoài ý muốn là, Lưu Thanh Phong cũng không có dẫn hắn đi ra quá xa khoảng cách, an vị ở cửa trường học không xa trên bậc thang. Đối diện là một cái tiệm ăn sáng vừa mới qua bận rộn thời điểm, một người trung niên đang quét lấy bàn ăn. Chỉ có điều. Trung niên này tư thế đi khập khiển, có chút khó chịu. Gặp qua sao? Lưu Thanh Phong cứ như vậy nhìn chăm chú lên trung niên bóng dáng, hỏi. Dư sinh nhẹ nhàng gật đầu. Trong lớp người đều gọi hắn vương người thọt. Người thấy thế nào? Lưu Thanh Phong nghiêng đầu, nhìn xem dư sinh con mắt. Dư sinh có chút mờ mịt, tự hồ là không hiểu nhiều Lưu Thanh Phong vì sao sẽ hỏi như vậy. Ta. Dùng mắt nhìn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò nói ra. À. Lưu Thanh Phong cười lắc đầu. Cũng đúng, không nên hỏi ngươi. Hắn đã từng là quân dự bị ngươi. Tại quân dự bị luyện tập 2 năm khoảng chừng đi, bởi vì tổng hợp số liệu không đủ, đi là phá hiểu quan. Dù sao bên kia áp lực muốn hơi nhẹ hơn một chút hắn tại phá hiểu quan tổng cộng liền đợi ba ngày thời gian, hai ngày trước bởi vì yêu tộc vừa mới khởi xướng qua một lần công kích, cho nên tạm thời tương đối bình tĩnh. Ngày thứ ba, yêu tộc dạ tập. Hắn chân cứ như vậy gãy rồi. Không biết ngày đêm huấn luyện, hai năm. Lại chỉ giữ vững được một ngày. May mắn là người còn sống, từ phá hiểu quan xuống tới, trở lại quê quán ở cửa trường học mở một cái cửa hàng bánh bao. Lưu Thanh Phong âm thanh có chút trầm thấp, mà dư sinh vẫn còn đang yên tĩnh nghe lấy. Cùng ngươi nói những cái này, không phải sao nghĩ đến cho ngươi đi vì nhân tộc hy sinh, chịu chết. Ta chỉ muốn nói cho ngươi. Nhân tộc còn lâu mới có được bây giờ xem ra lạc quan như vậy. Bốn tòa quan ải, bất luận cái gì một tòa bị phá, tạo thành hậu quả cũng là hủy diệt tính. Chiến tranh là tàn khốc. Ngươi cảm thấy nếu như là dạng này một vị vì nhân tộc hy sinh một đời người, ở trước mặt ngươi gặp nguy hiểm, ngươi biết cứu sao lưu thanh phong gắt gao nhìn chầm chầm dư sinh hai mắt phản phất là đang mong đợi cái gì dư sinh rơi vào trầm tư bên trong qua hồi lâu dư sinh mới có hơi mờ mịt ngẩng đầu ta không biết tại tội thành không có cứu người đạo lý ta thấy tận mắt được cứu bắt đầu người đứng ở sau lưng cầm lên đao ta cũng thấy tận mắt vì một cái nhúm máu màng thầu bỏ ra ba đầu mạng người ta còn nhìn thấy qua. Nhìn thấy qua. Rất nhiều. Thậm chí ta không hiểu tại sao phải đi bảo hộ người khác. Trên cái thế giới này, không phải sao chỉ có lợi ích sao. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 38 Không giống nhau phong cảnh. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Dư sinh trong đầu hiện lên một đạo lại một đạo hình ảnh. Một người trung niên cầm dây thừng, cười gằn từng bước một hướng mình tới gần. Mặt mũi hiền lành, chiếu cố mình hai ngày lão nhân, đang lúc xoay người liền bán đứng chính mình một cái giá tốt. Rồng đã một lối đi thi thể. Bản thân đứng trong vũng máu, không ngừng thở hổn hển. Mà cùng mình lưng tựa lưng, là một đạo khác đồng dạng bóng dáng gầy nhỏ. Nhìn xem dư sinh cái này mê mang vẻ mặt, Lưu Thanh Phong chẳng biết tại sao, đột nhiên có chút đau lòng hắn không biết đến tột cùng là như thế nào gặp phải, có thể tạo ra được dư sinh người như vậy. Hắn cũng không biết là cỡ nào nhẫn tâm phụ thân, có thể đem hài tử ném đến tội thành nhiều năm, chẳng quan tâm. Có lẽ ngươi là đúng. Thế giới này chưa bao giờ phù hộ qua ngươi, ta lại vì sao muốn cho ngươi đi thủ hộ cái thế giới này. Lưu Thanh Phong khóe miệng nổi lên vẻ khổ sở nụ cười, vô ý thức ngẩng đầu, muốn đi sờ sờ dư sinh đầu nhưng dư sinh lại giống như bản năng phản ứng giống như nghiêng thân thể tránh khỏi thậm chí lưu thanh phong trông thấy dư sinh giữa ngón tay còn kẹp lấy một cái lưỡi dao chỉ có điều chẳng biết lúc nào nguyên bản bằng sắt lưỡi dao hiện tại đã đổi vật liệu giống như là từ yêu thú xương cốt mài mỏng cứng cỏi sắc bén trong lúc nhất thời lưu thanh phong trong lòng hơi không nói ra được phức tạp có lẽ trong mắt người ngoài dư sinh ác miệng ích kỷ nhưng giờ phút này tại một tên lão sư trong mắt dư sinh chính là một đứa bé bị hoảng sợ hài tử hắn làm ra tất cả cũng là muốn ở nơi này thế giới cố gắng sống sót giống như một cây đuốc đốt qua lửa cháy lan ra đồng cỏ bên trong cây kia quật cường cỏ dại dù là cùng phong thổi qua mưa đá rơi xuống chỉ cần căn vẫn còn liền muốn không ngừng sinh trưởng nguyên bản lưu thanh phong còn suy nghĩ rất nhiều rất nhiều lời nhưng cuối cùng lại mạnh mẽ nuốt trở vào. Hắn đột nhiên có chút phiền chán lão sư cái nghề nghiệp này, buộc một cái như vậy hài tử đi thiện lương, cố gắng, cuối cùng lại muốn hắn đứng ở trấn yêu quan bên trên, chẳng biết tại sao đi chết. Liên phản phất đã từng tất cả như vậy đối đãi qua hắn, tội thành bên trong người, tâm sự đừng a. À. Ngươi có bằng hữu sao? Lưu Thanh Phong thở vào một hơi, xuất ra một hộp thuốc lá, rút ra một cây lại trong túi mấy cái bật lửa bên trong, chọn một cái nhen nhóm. Dư sinh cái kia bình tĩnh trong mắt phản phất xẹt qua một đường lượng sắt, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Có. Nói lời này lúc, khóe miệng của hắn thậm chí phát họa ra một vòng cực nhỏ mỉm cười. Lưu Thanh Phong ngơ ngẩn, tùy ý tàn thuốc rơi xuống. Bằng hữu của ngươi. Ở đâu? Lưu Thanh Phong hỏi. Dư sinh ánh mắt lần nữa khôi phục bình tĩnh, nàng tại tội thành, bất quá hẳn rất nhanh liền có thể đi ra rồi hả? Còn có 307 ngày. Cái tiếp theo có khả năng thu hoạch được danh ngạch người sao? Lưu Thanh Phong nhẹ gật đầu. Nếu như bằng hữu của ngươi bị người đuổi giết, ngươi sẽ làm thế nào? Giết bọn hắn. Dư sinh đương nhiên nói ra. Lưu Thanh Phong tiếp tục dẫn đạo. Vậy nếu như giết hắn, là thiên hạ này tất cả mọi người đâu? Vậy liền giết người khắp thiên hạ. Dư Sinh gần như không có do dự, lại một lần nói ra. Lưu Thanh Phong nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, à, vậy liền giết người khắp thiên hạ. Cho nên, hắn thật ra đang làm giống như ngươi sự tình. Chỉ có điều, ngươi thủ hộ là bằng hữu, mà hắn thủ hộ là thiên hạ dân chúng. Lưu Thanh Phong lần nữa đem ánh mắt rơi vào đường phố đối diện cái kia yên nguyên bận rộn trung niên trên người tự hồ là đã nhận ra cái gì. Cái kia trung niên ngẩng đầu, trông thấy Lưu Thanh Phong sau phất phất tay, lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Khuôn mặt tươi cười chất phát, giản dị. Dư sinh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, phản phất tự lẩm bẩm giống như. Cái này. Gọi thủ hộ sao? Ân, ừ, chỉ bất quá đám bọn hắn vì, không phải sao hữu nghị. Mà là nhân tộc đại nghĩa, tân hỏa tương truyền lưu thanh phong đem tàn thuốc bóp tắt dư sinh không có lại tiếp tục nói lời nói mà là lại một lần chìm trong im lặng bầu không khí lần nữa trở nên lạnh nhạt đứng lên lưu thanh phong dường như đột nhiên nghĩ tới cái gì tò mò nhìn xem dư sinh hỏi nếu như bằng hữu của ngươi có một ngày muốn giết ngươi ngươi sẽ làm thế nào ta sẽ giết nàng a nàng rất lợi hại thật có cơ hội giết ta bất quá nàng hẳn là sẽ không a." À. Dư Sinh rất tự nhiên nói ra. Lưu Thanh Phong lần nữa ngơ ngẩn. "Vì sao sẽ không? Khả năng là trực giác a. À. Trực giác nói cho ta, nàng sẽ không giết ta." "Ừm, nhất định sẽ không." Dư Sinh hoặc như là muốn chứng minh chính mình nói chuyện, nhẹ gật đầu. Phản phất giờ khắc này, lại trở về cái đêm mưa kia. Một cái củ nát phòng gạch ngói bên trong, hai người cùng tròn rút ở trong góc nhìn xem này mặt lộ dữ tợn trung niên một bước một bước đi tới cuối cùng hai cái bất quá mấy tuổi hài tử trên mặt trên quần áo xối tràn đầy máu tươi đờ đẫn nhìn xem trung niên thi thể đi mà ngươi chuyển sang nơi khác trường học bên kia ta giúp ngươi xin phép nghỉ chuyển sang nơi khác ở lại mấy ngày lưu thanh phong không có nói thêm gì nữa mà là đứng dậy vỗ mông một cái bên trên bụi đất nói ra dư sinh nhẹ nhàng gật đầu thậm chí toàn bộ hành trình cũng không hỏi bên trên một câu đi chỗ nào vì sao hắn chỉ là bình tĩnh đi theo lưu thanh phong sau lưng nhà ga mua hai tấm phiếu lưu thanh phong cứ như vậy mang theo dư sinh ra khỏi thành cách xa đám người cách xa khói bụi thẳng đến xe chậm rãi dừng lại cái này là khu vực an toàn to lớn nhất khoảng cách tiếp đó trên đường sẽ xuất hiện sự không chắc chắn phong hiểm xuống xe tiếp tục hướng càng xa địa phương đi đến sắc trời đã hoàng hôn ở dưới ánh tà dương đồng ruộng ở giữa lưu thanh phong dư sinh ảnh tử bị kéo rất dài giống như là một bộ duy mỹ bức tranh rốt cuộc nơi xa xuất hiện một tòa thôn xóm mịt mờ khói bếp lưu thanh phong cứ đi như thế đi vào trong thôn lạc có bất quá hai mươi mấy tuổi trên mặt còn mang theo một chút non nớt thanh niên có thân thể cường tráng khuôn mặt lạnh lùng trung niên cũng có tuổi đã cao gần đất xa trời lão giả mà bọn họ lại đều có một cái chỗ tương đồng tàn tật có gãy một cái tay có sai lầm đi hai chân chỉ có thể ngồi trên xe lăn có hay không hai mắt dựa vào gậy chống bước đi đủ loại không đồng nhất chỉ có điều thôn xóm lại không lộ vẻ âm trầm ngược lại hết sức ôn hình. giữa mọi người lẫn nhau trêu chọc lấy ngẫu nhiên sẽ còn mở lên hai câu ăn mặn giọng rước lấy đám người cười mắng trông thấy lưu thanh phong bóng dáng đám người ngay ra một lúc trong đó một cái chống gậy trung niên cười hô con mẹ nó thì ít đi nhiều ngón tay lão hướng chúng ta lão binh doanh chạy cái gì thế nào nghèo nghĩ còn người tàn tật bổ thiếp lưu thanh phong mỉm cười mang học sinh đi ra đi đi. Học sinh. Lưu Thanh Phong lời nói hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, nhau nhau nhìn về phía cách đó không xa dư sinh. Chật chật, đây là đem lão binh doanh làm vườn thú. Thế nào, chúng ta là khỉ con A. Không có chuyện cút nhanh lên, cái chỗ chết tiệt này có cái gì xinh đẹp. Mấy người cười mắng. Lưu Thanh Phong cũng không để ý, ngàn dặm xa xôi đến, tóm lại là muốn ở hai ngày, lại nói nhà ai còn không có ăn cơm tối đây, có điểm. Xem ra, hắn và những người này rất quen thuộc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 39 Lão Binh Doanh Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. So với ở trường học lúc hơi có vẻ nghiêm túc trạng thái, lúc này Lưu Thanh Phong có chút buông lỏng. Phản phất cực kỳ cấp tốc liền có thể dung nhập vào chính giữa đám người kia. Cười đùa lấy, ngẫu nhiên sẽ còn nói ra hai câu thô tục tùy ý kéo ra một tấm dài mảnh ghế gỗ ngồi xuống vỗ vỗ bên người nhìn xem dư sinh nói ra tùy tiện ngồi không cần phản ứng những lão gia hỏa này dư sinh yên lặng gật đầu ngồi ở lưu thanh phong bên người tất cả mọi người là một mặt cảm thấy hứng thú nhìn xem dư sinh giống như là muốn từ trên người hắn nhìn ra thứ gì dù sao lưu thanh phong là mấy năm lão sư giống như còn là lần thứ nhất mang học sinh tới trong này tuyệt đối có câu chuyện. Bỗng nhiên, một ông già bóng dáng tự nơi xa chợt lóe lên. Dư Sinh thân thể giật mình khó sao lập tức vô ý thức nhìn lại. Lão nhân kia cũng đã nhận ra Dư Sinh ánh mắt, hai người cách không đối mặt. Có chút quen thuộc. Xe khách. Bán đĩa. Trong nháy mắt, Dư Sinh trong đầu xuất hiện ba ngày trước hình ảnh. Ha ha ha. Đây là nơi nào tới tiểu hỏa tử? cười ha ha hai tiếng để cho mình xem không phải sao lúng túng như vậy lão nhân đi nhanh đến râu dê co lại co lại dùng sức ông dư sinh bả vai tiểu tử này nhìn xem liền đẹp trai thể cốt cũng cứng rắn tương lai tất nhiên là một đời thiên chi kiêu tử a à? các ngươi ai vãn bối sao lão đầu nhi vừa nói một bên đưa lưng về phía mọi người điên cuồng cùng dư sinh tiến hành trên con mắt giao lưu chỉ tiếc ánh mắt hắn chuyển đều nhanh giống động cơ một dạng dư sinh lại như cũ duy trì bình tĩnh giống như hoàn toàn không có ở đây một cái kênh bên trên lưu thanh phong một mặt trịnh trọng đứng lên hướng về phía lão nhân hơi cúi đầu chung lão đây là ta học sinh trong khi nói chuyện lưu thanh phong nhìn về phía lão nhân ánh mắt bên trong tràn đầy tôn kính thậm chí càng giống là một tên chiến sĩ đang nhìn mình tuyệt đối trung thành tướng quân ha ha Tiểu Lưu A, ngươi học sinh sao? Thực sự là tuấn tú lịch sự, vạn dặm không một. Về sau bên trên chiến trường, tuyệt đối là một hạt giống tốt. Không sai. Không sai. À. Nói xong lời cuối cùng lúc, lão nhân đọc rõ chữ rất nặng, cứ như vậy nhìn chầm chầm dư sinh, không ngừng nhìn xem. Lão nhân thái độ ngay cả Lưu Thanh Phong cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Đương thế gian, có thể thu được lão nhân như thế ca ngợi đồ vật quý hiếm. Thậm chí có chút thanh danh hiển hách nhân tại mới nổi, đổi lấy cũng bất quá là lão nhân một tiếng cười nhạo thôi. Chẳng lẽ... Dư sinh xa so với chính mình tưởng tượng còn muốn ưu tú. Trong lúc nhất thời, Lưu Thanh Phong lâm vào bản thân hoài nghi bên trong. Cũng không thể. Vị này đã từng trấn thủ trấn yêu quan, nhân tộc ba đời giác tỉnh giả bên trong ưu tú nhất tướng lĩnh sẽ nói láo A. Nhất định sẽ không. Trung lão lời nói, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Dư Sinh chính là tuyệt thế thiên kiêu. Trong lúc nhất thời, bởi vì trung lão nói chuyện qua, đám người lại nhìn về phía Dư Sinh lúc, ánh mắt đều đã biến. Có thể được trung lão như thế thanh danh tốt đẹp, về sau vô luận là ở hậu phương làm quan, vẫn là tiền tuyến nhập ngũ, hoàng lộ đều sẽ thuận buồm xuôi gió. Trong thoáng chốc bọn họ thậm chí đã thấy một vị đang tại từ từ bay lên ngôi sao mới lão nhân ho khan hai tiếng, hồ nghi xét lại dư sinh hai mắt, vẫn là đoán không được tiểu gia hỏa này có phải hay không đem chính mình ngày đó làm mất mặt sự tình cho nói ra. Cuối cùng cắn răng. Không được, loại này khó gặp thiên tài, ta muốn đơn độc dạy dỗ dạy dỗ. Tiểu tử, đi cho ta. Vừa nói, chung lão đứng dậy, kéo lấy dư sinh liền nhưng hướng nơi hẻo lánh đi đến. Mọi người nhất thời quan tới cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Chung lão tự mình dạy bảo, loại sự tình này vô luận để ở đâu nhi đều sẽ rước lấy một đám người hâm mộ dù sao chung ngọc thư ba chữ này tại nhân tộc liền đại biểu tuyệt đối phân lượng nhưng mà chung lão kéo dư sinh yên nguyên ngồi trên ghế động cũng không động lại túng vẫn là bất động chung lão cấp bách vén lên áo khoác tay áo còn hoạt động một chút gân cốt lần nữa dùng sức dư sinh mờ mịt nhìn trước mắt cái này luôn cảm giác hơi hèn mọn lão nhân nghi ngờ hỏi ngài là có chuyện gì không có rất trọng yếu sự tình chung lão thở phì phì nói ra con mắt trừng lão đại dư sinh như có điều suy nghĩ nhẹ nhàng gật đầu sau đó yên lặng duỗi ra ba ngón tay tiểu tử ngươi điên tốt chung lão lời mới vừa mới vừa nói phân nữa liền cưỡng ép nuốt trở vào mà dư sinh lại có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái yên lặng đứng dậy đi theo chung lão bên người đi về phía xa xa trong lúc nhất thời tất cả mọi người mang theo mờ mịt vẻ mặt rất nhanh liền bắt đầu khen ngợi không hổ là chung lão thưởng thức người trẻ tuổi chính là không giống nhau không sai dù là đối mặt chúng ta chung lão đều không kiêu ngạo không tự ti Loại này trầm ổn sức lực ngay tại lúc này đại bộ phận người trẻ tuổi không có. Tiểu Lưu, ngươi tìm một học sinh tốt a. À? Mọi người thấy Lưu Thanh Phong trong mắt mang theo cực kỳ hâm mộ. Làm một nhóm chinh chiến cả một đời lão binh, ai lại không nghĩ tại trước khi lão thời thời gian tìm tới một cái hài lòng truyền nhân y bác. Đáng tiếc, bọn họ còn không có tìm tới, ngược lại là còn trẻ Lưu Thanh Phong trước mò tới. Vui cái gì vui, nấu cơm đi chờ người khác hầu hạ ngươi đây trong đó một cái lão nhân nhìn xem lưu thanh phong ánh mắt càng ngày càng khó chịu đột nhiên bảo a lấy quát lưu thanh phong khẽ giật mình ta vui không có a chẳng lẽ ta ở trong lòng cười bọn họ đều có thể nhìn ra lưu thanh phong hơi buồn bực đứng dậy bất đắc dĩ tiến vào một gian phòng gạch ngói bên trong nguyên bản trong trường học chỉnh chạc đàn hoàng răng dạy học sinh lưu thanh phong Lúc này ở cái này vắng vẻ lão binh doanh lập tức không có khí thế. Tiểu tử, ngươi cũng quá đen a. À. 30 khối tiền. Đây không phải muốn mạng của lão tử sao? Chung lão lôi kéo Dư Sinh đi tới một cái nơi hẻo lánh, cả trương mặt mò đều nhăn nhăn nhúm nhúm nhét chung một chỗ, hướng về phía Dư Sinh thấp giọng quát. Có hay không một loại khả năng, ta nói là 300. Dư Sinh nhìn xem Chung lão, chần chờ không đến một giây đồng hồ thời gian, nói ra con mẹ nó. Chung lão giọng một lần liền sách cao lên, trông thấy nơi xa những tên kia ánh mắt đều rơi trên người mình, hít sâu một hơi, mạnh mẽ đem lời kế tiếp cho nén trở về, lần nữa hạ giọng. Con mẹ nó điên. Biết lão già ta mua điểm này đĩa, tổng cộng mới kiếm bao nhiêu sao? Dư sinh trầm ngâm hai giây. Loại này để nhập hàng điểm tại mạc Bắc Thành Đông, một gian gọi brand ảnh âm cửa hàng cửa hàng. Bên trong nội dung là nhi đồng anime, nhập hàng chi phí một khối tiền một tấm. Tại trên xe đò ngươi tổng cộng bán 15 tấm, theo thứ tự là 50.600 chờ. Cho nên, kiếm 800 vẫn là có. Dư sinh nghiêm túc tính toán trong đó con số, mà chung lão mặt cũng là càng ngày càng đen, mấy lần đều nắm lại nắm đấm. Nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Không thể đánh. Nếu như đánh, bản thân bán hát để sự tình liền mẹ nó lộ ra ánh sáng rồi, nói ra đều mất mặt. Chủ yếu nhất vẫn là Bán hàng giả Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả Chương 40 Trung Ngọc Thư Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio 200, đây là ta có thể ra giá cao nhất Người muốn là không đồng ý Hay là trực tiếp cùng bọn hắn nói đi Ta tắm mặt mo này không cần cũng được Trung lão một bộ vô lại bộ dáng thế nhưng nhau mắt lại nhưng vẫn lặng lẽ xem kỹ lấy dư sinh. Hợp với cái kia một sợi sơn dương hồ, xem ra tặc lưu lưu, thấy thế nào cũng không giống là người tốt. À! Để cho chung lão kinh ngạc là, dư sinh vậy mà không tiếp tục co kè mặt cả ý tứ, ngược lại là lấy ra cái kia làm cho người nhìn quen mắt điện thoại, thuần thục nhấn xuống cảnh vệ ti dạy số. Dựa theo mặt các dân sự phát. công nhiên tiêu thụ xe tình video, tạm giam 15 ngày đồng thời ở vào 2.000 tiền phạt. Căn cứ quản trị kinh doanh xử phạt điều lệ, buôn bán hàng giả, căn cứ tình tiết nghiêm trọng trình độ, xử là khác biệt trình độ tiền phạt. Nếu như nghiêm trọng chút nói, chính là lừa gạt phạm. Báo cáo lời nói. Năm nghìn, dư sinh nói xong vừa nói, lập tức liền động lòng, quyết đoán lựa chọn bấm. Trung lão giống như là một cái xù lông con nhím, đoạt lấy dư sinh điện thoại, gắt gao bưng biết trong ngực tiểu tử, ngươi dạng này không đạo đức. Chuyện giang hồ, giang hồ. Nhất lên quan gia liền không được bình thường. Lão già ta kiếm chút tiền quan tài dễ dàng sao? Thật để người ta biết, ta chung ngọc thư mặt mo còn muốn hay không? Chung lão căm tức nhìn dư sinh, trong miệng còn không ngừng nói xong. Mà dư sinh thì là một mặt vô tội, chỉ chỉ chung lão trong ngực điện thoại. Cái gì đó? Ngươi không cúp máy. Trong lúc nhất thời, không khí lâm vào yên tĩnh. Chung lão có chút cứng nhắc cầm điện thoại di động lên, nhìn xem đã biểu hiện đang tại trò chuyện màn hình, trong nội tâm trong lúc nhất thời vậy mà không nổi lên được bất kỳ gần sóng nào. Bản thân vừa mới tự hồ. Nói tên. Tự như là nói rồi, lại hình như là không có. Điện thoại bên kia đồng dạng có chút yên tĩnh, sau một chốc mới có một đường hơi có vẻ non nớt âm thanh vang lên. Ngài ngài là chung ngọc thư chung lão nhận lầm người không có ý tứ ta thổi ngưu bức ta tại sao có thể là nhân tộc đại anh hùng chung ngọc thư không chút do dự phản bác một câu cúp máy ngắn mũi nửa phút thời gian liền để chung lão xuất mồ hôi lạnh cả người lần nữa nhìn về phía dư sinh lúc đã mang theo một chút không hiểu ý vị tiểu gia hỏa này có chút hung ác mẹ nó cùng ta một cái lão nhân gia đùa thật Tục ngữ nói rau giá trên trời, ngay tại chỗ trả giá, bản thân bất quá là thử thăm dò còn một lần, cái này mẹ nó trực tiếp liền dương hạt cát. Nào có đạo lý này? 300, thành giao. Mang theo một mặt bi thống, chung lão cắn răng, cố cổ ý cổng qua nơi xa đám người, hai tay run run rẩy rẩy trong túi móc ra ba tấm trăm nguyên tờ, lấy một loại cực kỳ chậm chạp tốc độ hướng dư sinh chuyển tới, trong miệng còn đang nói. Người chưa từng nghe qua chung ngọc thư câu chuyện sao? ta là nhân tộc anh hùng. Ta trấn thủ trấn yêu quan 30 năm. Ta vì nhân tộc chảy qua máu. Ta mẹ nó. Mẹ nó. Thảo. Cuối cùng, dư sinh cứ như vậy yên lặng đem tiền tiếp tới, không có nửa phần do dự. Thậm chí bởi vì chung lão nắm thật chặt nguyên nhân, dư sinh còn cần lực giật một cái. Tại chung lão tuyệt vọng, lưu luyến không rời ánh mắt bên trong, đem tiền nhét vào trong túi. Trong lúc nhất thời, chung lão trong mắt lại cũng không có chờ mong, xem như triệt để nhìn hiểu rồi, mình coi như lại thế nào sách thân phận, tiểu gia hỏa này cũng sẽ không lương tâm phát hiện, đem tiền trả lại cho mình. Chật chật, chung lão đối với tiểu gia hỏa này thật vừa ý a. À. Chính phải chính phải, nhìn xem chung lão kích động, toàn thân đều đang run rẩy. Thật chẳng lẽ là cái gì tuyệt thế thiên tài? Còn là nói, nhân tộc được cứu rồi một đám tiền tuyến lui xuống các lão binh nhìn xem một màn này, nhào nhào mở miệng tán dương. Lưu Thanh Phong cái kia ngốc đại cá tử, bằng cái gì có thể tìm tới tốt như vậy học sinh? Phi, hắn tên phế vật kia có thể dạy dỗ ra cái gì tới? Dạy hư học sinh, dạy hư học sinh a. À. Loại này tuyệt thế thiên tài nên để cho ta tới, làm nhiều năm về sau, đứa nhỏ này sừng sững ở trên đỉnh thế giới, cũng có ta một phần công lao. Ha ha, mặt cũng không cần một đám người lao nhau, hơn phân nửa đều là tại mắng Lưu Thanh Phong, non nửa là đang khen bản thân. Đơn giản mà nói, bọn họ động tâm. Phải biết lấy chung lão thân phận, hoàn toàn không cần ở tại bọn họ loại này của nát lão binh doanh. Chỉ cần hắn nghĩ, mặt các sẽ lấy tối cao đãi ngộ, để cho chung lão an hưởng tuổi già. Nhưng chung lão cuối cùng chỉ nói một câu. Mạc Bắc là ta căng, bận rộn một đời, cũng nên về thăm nhà một chút. Hơn nữa, một thân binh lính càng quấy mùi vị, không có ở đây binh doanh ngốc không quen. Cũng chính là như vậy, chung lão ở tất cả mọi người phức tạp trong ánh mắt, lẻ loi một mình, mang theo một cái phá bao, từ trấn yêu quan bên trên đi xuống, giống như hắn năm đó như vậy, lấy thiếu niên chi nhiệt huyết, mang theo bao đạp vào trấn yêu quan. Không có vật gì đến, không có vật gì đi. Ở lại trấn yêu quan. Chỉ có chung ngọc thư ba chữ này, cùng bản thân một đời chung lão thương thế, vẫn là không có khôi phục có thể sao? Vừa mới xào xong đồ ăn đi ra Lưu Thanh Phong xoa xoa hai tay, nhìn phía xa chung lão bóng lưng, vẻ mặt có chút xa sút hỏi. Trong lúc nhất thời, bầu không khí biến trở nên nặng nề. Ai? Thật ra mặt các bên kia. Tôn lão lẻ loi một mình nhập yêu vực, trảm một đầu thần thú. Chỉ cần lấy máu của thần thú thêm yêu hạch, chung lão là có thể khôi phục. Nhưng trong đó một tên lão nhân phát ra thở dài một tiếng, gõ gõ trong tay gậy chống, dường như có chút bất đắc dĩ. Nhưng chung lão không nguyện ý. Hắn nói, đã nhiều năm như vậy, mệt mỏi, không muốn tái chiến. Bây giờ bất quá là một cái lớn tuổi lão đầu tử, tại cố hương an hưởng tuổi già, rất tốt. Một tên khác có chút người trẻ tuổi đột nhiên chen vào nói nói. Nhưng mà chúng ta đều biết, chung lão hắn là không nở dù sao yêu thú loại vật này, thật sự là quá trân quý. Cho dù là mặt cát, muốn hoàn chỉnh chém dết một đầu, cũng là hết sức khó khăn sự tình. Tôn lão càng là kéo lấy thân thể bị trọng thương miễn cưỡng trở về, thậm chí vì thế gây yêu tộc nổi giận, mấy lần đối với trấn yêu quan khởi xướng công kích. Có lẽ chung lão là cho rằng, những vật này hoàn toàn có thể tạo ra được một vị nhân tộc đỉnh cấp cao thủ, mà không phải. Cho hắn một cái lão gia hỏa chữa thương trong khi nói chuyện người này con mắt có chút ướt ác, nhìn xem chung lão bóng lưng bên trong mang theo lòng chua sót nhưng chung lão dựa vào cái gì không xứng a à. phụ thân hắn người yêu hai tử toàn bộ đều chết ở trấn yêu quang lên hắn càng đem bản thân một đời đều dâng hiến cho nhân tộc không biết có bao nhiêu người đều ở ngóng trong chung lão trở về thậm chí chúng ta tin tưởng chỉ cần chung lão tại trấn yêu quang một ngày yêu tộc liền không khả năng tiến lên mảy may Ai? Kèm theo thở dài một tiếng, chủ đề đến đây là kết thúc. Chỉ có điều bầu không khí lại là biến ngưng trọng lên. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.